Xin chào. À, vừa rồi anh view cái áo mẫu Bonding tại Center Fin. Giữ cái kéo hôm trước có ép sim á. Tụi em làm sai rồi. Ha. À, giờ anh chỉ ha, anh làm từng bước anh chỉ làm cho đúng ha. Ví dụ như đây là cái dây kéo giữ trước đi ha. Kéo giữ trước đúng không? Bên này là bên không nẹp. Bên này bên có nẹp. À, tụi em làm sai hết cả hai bên nha. Ví dụ như giờ em tra dây kéo vô thân trước đúng chưa, rồi tra dây kéo vô bên lót được chưa, rồi giờ khi mà mình mí ở ngoài á, mí đừng có thấm, mí kéo ní này ra đừng thấm nè, em thấy đâu thấm đâu hả, mí một lớp thôi, mí một lớp kéo cái ve lót ở trong ra được chưa, không thấm. À, bên trong không thấm mà, không thấm. Được chưa? Giữ cái mí ngoài trước, bật cái thằng này ra, không cho thấm. Rồi, được chưa? Rồi, bước 2. Bước 2 sau đó em mới bật cái mí bước 1 này á, em mí 1 phần 16 có nghĩa là một. Em cho mí nhỏ 1 phần 16 thì khoảng 1 ly đi. Ha. À, em không thấm. Em không thấm sau rồi đó em mí một lần nữa, mí bên này bật qua bên này thì em mí 2 mm có nghĩa là như đây, giống như anh mí nè, hai bên này cũng có, bên này cũng có, nhưng mà bên này là 2 ly, bên này là 1 ly, được chưa? Còn cái tự nhiên tụi em đem kéo ra mí một lớp này có ý nghĩa gì đâu. Mí 1 phần 16 bành ra, được chưa, bật không thấm thằng này, sau đó bật nó qua bên này, xong mí tiếp một đường 2 mm nữa, có nghĩa là nó không có ăn vô, được chưa ha. Tuy nhiên lúc đó mình sẽ có hai đường mí nào nó cũng xuyên qua cái sợi dây kéo hết ha, đường mí nào nó cũng xuyên qua sợi dây kéo hết, nhưng bên chính nó là 1 mm, còn bên trong nó là 2 mm. Xong xuôi rồi bắt đầu mình đẩy đĩa ép sim. Ép sim á, hay là anh nói ví dụ đây là sim ha. Ép sim thì em cứ việc thông thường, em cứ để vậy, em để bên phía mặt trái, đúng rồi, phía mặt trái. Em ép làm sao kính nó không cần chồm lên trên cái đường này cũng được, miễn sao nó kín cái phần này nè. Đó. Đúng chưa? Đó, em ép làm sao nó kín cái mép. Mép này nó che. Có nghĩa là nước khi mà nó luồn vô, cái nước á, khi mà nó luồn vô ở trong này á, nó luồn vô chân này thì thằng này nó che lại rồi. Thấy không? Thế rồi, ví dụ như em ép đây, em ép che lại. Đừng có trèo lên cái thân nha. Ép đừng có trèo lên cái thân này. Ha? Ép đừng có trèo cái thân này. Đó, em ép che lại. Chạy lại bình thường thôi, thì ngoài vẫn có đường mí, vẫn có đường mí đường ngoài này, nước mà nó thấm cái nước đầu tiên thì nó lại là nó ăn theo cái này, nó ăn theo cái rãnh này, nó chảy xuống đâu thấm vô bên trong được. Còn cái đường mí này mình không cần che nó, tại vì nó là ăn ở trong mà, hiểu chưa? Đó là cái bên không có nẹp, đúng không ạ? Ha, nhắc lại ha, giữ đường thứ nhất bật này ra không thấm, sau khi giữ đường thứ nhất xong bật luôn cái này ra dày ha, bên này mí nè, bật này ra dày mí đường 2 mm, xong sau khi nó thành phẩm như thế này xong ép che lại, ok rồi, đây là cái nẹp đỡ đúng không ạ? Em cũng làm khác cái bên kia, có nghĩa là nẹp đỡ này đúng không? Cái nẹp đỡ này thông thường nó có, tụi em chạy trước đường đây 1 tư với đường này, một đường nữa là 2 đường để em may nối giống rồi đúng không? Bây giờ em chỉ may trước 1 đường này thôi, đường bên này không có đóng vô nè, thấy không? Nó bật ra này, được chưa? Có nghĩa là áo chính nối dưới đường nối của nẹp trên, ve lót nối với nẹp
của phần dưới. Xong rồi mình mới ép sim cái đường chính lại. Được chưa? Vậy là khi sản phẩm của mình lên á, mình mở ra thì cái phần mở nó năng là nằm chỗ cái đường mà đường giữ dính sợi dây kéo đó, đó, đường này nè. Đó. Mình mở ra đây chứ không phải là mình mở ra nó dính ở đây, thông thường mình mở ra nó dính ở đây cái gì đúng không? Mở ra dính đây đúng không? Đó. Nhưng mà mở ra bây giờ nó dính ở đường này nè. Nó dính đường này nè. Đó, nó dính ở đường này. Để làm chi? Để ra cái thân chính thì nó nối vô thân chính, thân lót thì nối thân lót. Còn ép sim để ép lên thân chính. Thấy chưa? Còn bây giờ tụi em làm cái gì không vậy? Tụi em đem dính hai này dính luôn. Xong rồi tụi em giữ một mí đây, nó tùm lum mẫu xấu lắm. Ha. Thân chính nối vô nẹp chính, thân lót nối vô nẹp lót. Và nó giữ bởi cái đường giữ 1/4. Đường giữ mí 1/4 này. Nó bởi giữ bởi đường này. Được chưa? Anh biết tại những cái đầu á sẽ không giữ tới được, lý do nó cắn. Thành thử ra cố gắng tới bao nhiêu thì tới, cho hai bên đồng đều. Thí dụ bên không có này, nó trách đây khoảng ràng in, thì bên kia vẫn in. Có nghĩa là đường diễu mà bên trong thứ hai nó không tới thì chấp nhận ở đầu nỉ. Ok, anh hy vọng tụi em hiểu ha. Có thể là làm một cái mock-up gửi cho anh xem thử cái là tụi em hiểu đúng ha. Còn cái túi mà ép keo thì làm đúng rồi. Ok. Bye bye.